right, we'll cover tongue. All right, so let's move on to, yeah, let's remember to take time to relax, and sometimes take a rest. Also busy. How do you have time spend? How do you have time to spend money? How do you have time to spend money, hả? Wow. Rồi làm sao có tiền, xài tiền, thời gian xài tiền anh? Có tiền đâu mà xài. Yeah. Sao chưa nghe thiệt à, nghe có vẻ thiệt á ha. Nó đi Ok. được hết nhanh lắm. Ok, sao? Đi hết nhanh lắm. Rồi, đây mình có nè. Reside. Reside. Resigned. Nên mình hay có resident ha. Reside. Resident. 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 Okay. Resident. So Resident. this is resident nè. So how long does it take us to become a permanent resident? How long does it take someone to become a permanent resident of America? America, no biết, No I don't idea, know. hả? Yeah, no idea. Permanent resident có nghĩa là cư dân vĩnh viễn á nha. Bệnh viện, Yeah. yes. But it's not over. When you become a permanent resident, you have to take the test to get a citizenship. Yeah. Mới bước qua là mình đủ điều kiện để làm permanent resident rồi đúng không? Đấy. Sau No. rồi sau đó còn phải thi citizenship nữa. Đấy, có hết Ủa xong vậy đâu. hả? Yeah. So US permanent resident đi. Đấy, mới qua là mình sẽ được có cái này nè. Để em coi thử nha. Đấy. President là cư Permanent dân vĩnh resident. viễn rồi mà. Dạ đúng rồi. Qua là mình sẽ có là sponsorship by family member of your US employer nè. Đấy, mình qua là mình được liền, mình miễn là mình có người sponsor cho mình, người bảo lãnh cho mình là có ha. Đấy, hoặc tự mình nộp đơn lên mình đi nè, đủ điều kiện individual filing nè, hoặc Mình refugee, đi. hoặc là người tị nạn. Đấy, người tị nạn nha, hoặc là các Yeah. chương trình nhân đạo khác. Đấy. Rồi sau anh bước qua, anh đủ điều kiện anh bước qua, anh đã là permanent resident rồi đó. nhưng nhưng to get US citizenship á, US citizenship á, thì lại phải thi đấy 12 tới 48 months nè, 24 months nè. Đấy. Đấy, so you have to take the test usually là 16 to 6, no, 6, 18 months to 24. 18 to 24. Đấy. Vậy là tầm ít nhất là 2-3 năm đó. Nè, at least 5 years luôn hả? Oh my goodness. Yes, rồi năm Have been ít a nhất. permanent resident rồi nha. Đấy. Bình thường ấy, nếu như mà anh muốn á, thì tự nhiên á, thì phải là 18, là ở được 5 năm nè. Đấy. Xong rồi có được có những cái điều kiện hội đủ nè. Đấy. Rồi hoặc là nói chung là phải ở đủ liên tục 90 ngày nè, nói chung là nhiều điều kiện lắm. Rồi phải đi thi nữa. Nè, nói trước để có gì anh muốn phi vào đó thì cũng có, cũng biết được. Giờ anh chỉ có phi qua Canada thôi. Canada well-being, cái benefits á, benefits cho nhân công nhân á, nó tốt hơn. Tốt hơn. Free Giờ khó lắm. education đúng không anh? Free education hả? No. No hả? Là định cư luôn mới có dưới 18 dưới cấp 3 thôi, cấp 3 thôi. Vậy là không free cho college ha. Ok, vậy Yes. cũng đủ để giành được đóng tiền rồi. Yeah. Đây, đi a permanent resident trước cái đã. Đấy, sau rồi mới tới BO 18 all over. To apply with a parent. So living in Canada at least 4 years.
6 years. Prior citizenship exam. Trời ơi. Speak or write in English or French. Depends on the state you live. If you live in Vancouver, thì you gotta speak French. Apply to become a citizenship and right. Take an oath. Đọc một lời thề của công dân. Right. Alright, so next mình có a dweller, cũng là công dân nhưng mà giống như là những người cư ngụ á nha. Nó không phải là công dân mà là người cư ngụ á. Nên mình mới có slum dwellers là những người cư ngụ ở khu 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 ổ chuột á nha. Rồi. Alright, so have you ever been to a slum? Slum này. Have you ever been to a slum? Yes. Slum là gì? Khu ổ chuột. Một chỗ slum Yeah, have you been to a slum? Có chưa? Câu hỏi have you ever been to là có bao giờ anh tới chưa? Have you ever been to a slum? To a slum. Yes, ở đây Okay. nhiều lắm không? Sài Gòn nhiều lắm. Okay. And how did you feel about the dwellers there? Are they okay? Did they have any problems? Dweller. Dweller. Cư dân. Dweller. Dweller. Yeah. Mình dwell in chỗ Dweller. nào đó là Dweller. ở hoặc cư trú. Đấy, trú ngụ. Còn dwell là cư dân. Dweller. Dweller. Có đọc chữ đờn trước không? Có chứ. Dweller. 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 Okay. Dweller. Okay. So, what do you think what do you think you can do to help the dwellers in this in slum, the slum dwellers? What do you think? What should we do to help the slum dwellers? Làm gì ở khu chuột hay là sao No, không? Tôi no. thấy What câu này nó should we do to help the slum dweller? thì tạo điều kiện cho người ta có một cái nơi ở mới chứ. Yeah, vậy thì mình nói trong câu đó tiếng Anh là sao? Di chuyển họ qua một cái nơi ở mới, cái địa điểm mới hả? Xây cho những họ cái khu nhà tạm thời để người ta ở chứ. Tạm thời. Rồi rồi hết tạm thời rồi đi đâu? Thì từ đó rồi mới Vậy là sẽ căng á, there nói will chung là be lots of waste. Nếu như vậy là sẽ có rất khu nhiều. nhà ở Vậy xây luôn khu khu nhà nhà ở ở cho giá ở rẻ. luôn đi. Yes. Yeah, so we build, the government should We will build affordable house. what? Yeah, build affordable housing, right? Housing. Right. Đây, affordable housing nè. Because it's not affordable. There's no house affordable. Chả có cái nhà nào là nhà giá rẻ hết. There's no affordable housing. Có trên TV có nói Just in on TV. rồi. Success. But maybe affordable to people like us who can make money, but not affordable to them. So this is a very hard, it's a very hard situation. Even if you sell the house at 300, they still have no money to buy because they don't have stable income and they can prove their income sources. Đúng không? Nó không có stable, they don't have a stable income.
Stable income. Stable. Và they also can't prove their income sources. Đấy. Thôi còn thua rồi. Okay. So here we have traffic problems. What are Saigon's traffic problems? Traffic problem. Yes, traffic problems. Okay. What's wrong with Yes. Saigon's traffic? Huh? Traffic. How do you feel when commuting to work every day? Trời ơi. So Every crowded. day, anywhere. Anyway, everywhere. Okay. So how long do you get stuck in traffic every day? Get stuck in traffic. Okay. Get stuck in traffic. How long? Many, many hours. Many hours? A day? A day? Mỗi ngày luôn, cái giờ cao điểm. At peak hours. Yeah, at rush hour. Peak hour. At rush hour, huh? Peak hour. Rush hour. Peak hour. Okay. Peak hour. Rush hour. Peak là cái đỉnh. À, giờ cao điểm Yes. hoặc là cái giờ vội vã là rush hour. Lát nữa mình sẽ học cái này. No problem. So this is a... đây là Hà Nội offer. To offer 200,000 prize for whoever can solve this traffic problem. Can you solve? Do you have any idea? Do you have any idea to solve Hanoi's traffic problem? Then you can got then you can get how much? 100.000 là 100.000 là 2 tỷ đúng không? 5 tỷ nè. 5 tỷ, 5 tỷ anh. À. Đó. Hà Nội nè. Hà Nội to offers, Hà Nội is offering $200,000 for whoever can fix this traffic problems. What do you think? Do you have any good ideas? Giải quyết anh solve. Solve là giải quyết, nó mới ra chữ solution á, giải pháp. Yeah. Giải pháp. Yeah. Danh từ của nó là solution á. Solution. So, did you have any solutions to solve Hanoi's traffic problems? Đó xin ý kiến anh. View publish hệ thống Trans. cái Trans. trans Trans. system transportation transportation là cái hệ thống giao thông công cộng. Public, okay, so you build public transportation. It's already been there. It's already been there. Có rồi mà anh. Bus nè, public bus nè. Đúng không? Public bus, alone public bus. Rồi so many things. Rồi xong rồi cấm xe nữa. Đấy. Là ban nhiều hơn nữa. Motorbikes nè. Ban motorbikes nè. Đấy. Đấy, okay. Hồ Chí Minh City motorbike ban won't work nè. Đấy. Cấm xe máy luôn. Xong rồi không restrict luôn. Nhưng mà không ban nha, restrict thôi. Là mình sẽ giảm thôi. Hạn chế thôi. Nha, ban, không ban. Ban này. Dạ, không cấm. À, ban là cấm luôn. Ban. 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 Dạ. Restrict. 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 Okay. So what Restrict. Do you think about Saigon banning or restricting motorbike? Do you feel unhappy with it? Do you feel unhappy when Saigon bans motorbikes? Oh.
you feel unhappy when Sài Gòn bans motorbikes? Hỏi gì Nó anh? cũng Do you làm sao feel mà cấm được cô? thì từ từ mình cứ trả lời đi. Ban là cấm nè ha. Ồ. Do you feel unhappy when Sài Gòn bans motorbike? Unhappy là Feel unhappy. Unhappy là gì? không có, happy là không có vui, unhappy là không vui. Right. So do you feel unhappy when Sài Gòn bans motorbike? Không No, phải gì á. yes, I do. Okay, so okay, first of all, how do you commute to work? Commute. Come. Commute. Commute. Yeah, đi lại á, đi làm á. How do you Yeah. commute to work? We commute to work not Bài gì? I commute to work not convenient, Convenient là sao anh? thuận tiện đúng Yeah, not không? Không, convenient. Convenient. not convenient, convenient. Nhưng mà what do you think say what do you say about convenient? Là what do you mean? Rồi ý mình là gì đây? Ý là khi mà cấm cái xe cộ thì nó đi làm là sẽ không có tiện lợi, vì đường xá ở thành phố Hồ Chí Minh nó rất là nhỏ, Ok. nhiều ngõ ngách. Ok. Vậy thì mình nói nó sẽ không thuận lợi thì mình phải mượn một cái chủ ngữ giả. It's not convenient. It's not convenient. Cho ai? Cho ai? For For resident, resident. Resident. Đừng có bre nha, bre là resident, thành tổng thống nè. Bỏ bờ đi là thành cư dân nè. resident, Residence. resident, Residence. resident, Đấy. residence. Rồi. Để mà di chuyển. Không, Đã. thôi thôi thôi. For residence. Nếu chính phủ cấm xe máy. If can If the government the government government bans xe máy bans motorbike motorbikes, vì motorbikes no chỗ này mình sửa lại SWB đi, ni SWB đi, SWB inconvenient, không thuận lợi. Đấy. Rồi, ban motorbikes. Vì Since since cũng được nè, because cũng được nè. yes. Đường Sài Gòn thì rất nhỏ. Đường Sài Gòn. Đường của Sài Gòn là street hay là road anh? Street. 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 Street Ở Sài Gòn Sài Gòn. thì rất nhỏ. Street Street số ít hay số nhiều anh? Street là số nhiều. Số E hay R? Con đường đường R, số R. nhiều thì R. Very. Không phải nhỏ như thế này mà là Very. hẹp. Hẹp là gì? Narrow. Narrow, Yeah. narrow. Wide nè và narrow nè. Đấy. Nó hẹp chứ không phải là đấy. Yes. Are very narrow. Yeah, that's good. Anna. Anna.
It will be inconvenient for people if the government bans motorbikes because the streets in Saigon are very narrow. Đó, nó xử là vậy đó thì nó cũng giống mình thôi. It'll be inconvenient nha. In chứ không phải un, sorry. If the government bans motorbikes. Rồi đọc giùm em ha. Cái này mình đọc là ít đồ nè. Ít đồ. Ít đồ. Tại vì đọc là ít đồ thì nó phải là ít đồ. It'll. It'll be inconvenient for people if the government bans motorbikes because the streets in Saigon are very narrow. That's very good. Narrow. 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 Right. Narrow. Narrow. Yeah, that's Ủa, good. Nó sửa lại cho mình hả? À, nó sửa cái gì anh? Nếu mình tạch 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 á, thí dụ mình có một cái câu như thế này mình không chắc á, thì mình bấm qua dài, bấm dài cái nó tự nó làm cho mình. Đó. Là mình nếu mình giống câu của mình thì mình đúng. Đó. Đó, chắc chắc. Rồi, thank you. Next, so. Đây Sài Gòn, Hà Nội is searching for Hà Nội is offering price for whoever can solve its traffic problems. Now, I don't think this is able to be solved. Yeah. It's like a mess. Giống như là một cái đống hỗn loạn hết. It's like a mess. Mess. Đây. Mess nè. Là nó lộn xộn. Đấy. Rồi, next please. Ở đây mình có congestion. Congestion. Congestion là cái sự tắc nghẽn. Dạ, nó cũng tương đương với traffic. Ví dụ là nasal congestion là có nghĩa là nghẹt mũi nè. Stuffy nose là nước mũi bị nghẹt lại nè, nọc mũi bị nghẹt. Kiểu gì đó. Rồi gọi là nasal congestion. Vậy thì congestion ở traffic á có nghĩa là kẹt xe. Okay. Tắt đường. Dạ, yeah, xe tắt đường. Right, next. Okay, tell me. Resign. Resign là gì anh? Resign là cư trú. À, cư trú. A person who resides outside their native country. Resident. Resident là cư dân. Resident. Yeah. Dwell là dweller. Dweller synonym của reside. Rồi. Solve. Well. Solve là gì? Giải quyết. Okay. Right. Congestion. Tắc nghẽn. Okay. That's good. Right. Now we have the other ones. Here we go. Okay. Downtown business district. Là cái quận mà trung tâm thành phố, thương mại trung tâm thành phố, khu trung tâm kinh doanh hả? The downtown business district. Please. The downtown business district. Yes. Okay, so have you ever been to Singapore? Singapore. Yeah. Have you ever lived in Singapore? Có chưa anh? Have you ever lived in Singapore? Been to Singapore. Been to là từng đến thì hoàn thành á. So yes. Have you ever been to Singapore? Yes, I have. Oh my goodness. And okay. So have you ever been to Singapore? How many days did you stay in Singapore? Oh, 5 days. 5 days. Five days. Okay, that's good. And how much did you spend on the trip? On that trip? How much? How much? Yeah, how much did you spend on that trip? Oh. Proper person, who did you go with? Who did you go with? My family, I go
I go there with my family. I went there with my I family. went there. Yes, I went there with my family. Okay. So, then did you visit Singapore Business District? Business district. Khu trung tâm thành phố Business. thương mại. Yes. What was it like? What was it What like? were What was it was like? was What was it like? Oh no, Là như nào? it's very modern, Modern. modern Lively. Like lively. as modern as Sài Gòn one. Oh, let's see more. As modern Sài Gòn. Good. It was modern and lively. Modern. 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 And Lively. Lively. yes, Lively, sống động. lively, sống động, hiện đại và sôi động đi ha, Yes. bustling náo nhiệt đi. Bustling. It's modern and bustling. Bustling. Yes. Verbally. Urban hả? Anh vô bình là Có gì? cái chữ gì nữa? Có cái gì sôi động hay sống động đi nữa? Lively Lively. lively là sống động, nhưng mà có điều mình phải nói hối hả nhộn nhịp thì chắc mình phải nói là bustling. Bustling cityscape này. So busy bustling Busy. này. Rất là Sạch hối hả. sẽ. Hối hả nhộn nhịp. Very clean ha. Rồi. Next. Clean. Motorist. Motorist. Yes. Motorist. Nó là motorist là người lái xe máy như thế này Người luôn lái nè. xe. Người lái xe hơi cũng là motorist nè. Người là có mô Yes. tô là cứ là người lái xe thôi. Còn motorcyclist á, mới là người lái xe máy. Yes. Okay. Motor Motorcyclist. cyclist. Yes. Mặc dù cycle Motorless. cycle cyclist là người đạp xe máy, nhưng mà có cái Xe đạp. motor vô thì là xe máy. Yes. Rồi, Motorless. windshield, shield là cái khiên nha. When Shield này là cái khiên này. shield Cái gì cơ? Cái này nè. Cái khiên này. Dạ, đọc lại. Windshield. Shield. Shield. Windshield. Shield Windshield. nè, lên nè. Shield. 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 Windshield. That's Windshield. right. Windshield. Windshield. Cái Yes, chỉnh khiên. trang gió. Ok, chỉnh trang gió. Đấy. Rồi, apply for. Apply for và apply Apply to khác nhau for. chỗ nào anh? Một cái là Example, I apply to Hoa Sen University. nộp đơn, một cái là nộp Nộp đơn đơn, vào. một cái And I apply. It took me a day to apply for CEO position of Hoa Sen Company. có nghĩa là ứng cử vào cái gì Ứng đó cử vào hoặc là đăng ký cái gì đó. So I không? wanna, lần sau anh đi xin việc anh có thể nói là I wanna apply for CEO position of this company. I want to apply for CEO position of this company. Được. Được. Yes. Yes. Okay. Sounds good. Sounds good. If you are the company's child. Okay. Sounds really good. Right, all right. So please fill in the what's this? What's this? What's this? This one. Kính nhắn nhỏ. Window No, field, windshield. windshield, Okay, I'll show you windshield. how the vocab.
And next she, an exam. Now she, okay, so she get, Resume. no, graduate đó hả? No. Graduate, không có graduate from the exam được mà là vượt qua được cái bài exam đó là mình gì? À, mình quên, mình chưa nói tới First, vụ đó mà. Nó gọi là pass, pass yeah, this, pass pass exam. Và mình có a special this, pass như thế này nè. You need a special pass to buy cars in Singapore. You need a special pass. Đấy. Cần một cái thẻ thông pass, hành đặc biệt. pass, That you can buy pass. cars. It's not easy to buy car in Singapore. That's how they limit cars on the street. Đấy. Rồi, this is it. The special pass. Next, what is it called? This is a downtown, you know? Đâu được Downtown. business Downtown. downtown business district. District. Okay, that's good. All right, next. We have certificate. What is a certificate? Certificate là chứng chỉ. That's right, certificate. And the rush hour. Certificate. Hurry, hurry. Rush, rush. So hurry và rush là Rush, vội vàng, vội vội vàng. vàng, trong cái sự vội vã ha. Giờ tôi nói tôi đang gấp thì Yes. mình sẽ nói sao? Mina. Very hungry, No. hurry. I'm in a rush. No. I'm Rush là nặng anh. in a rush. I'm in Và I'm in a hurry. hurry. I'm in a hurry. Yes. Nè. Running late nè. Running late. Đây. I have to catch a bus. Tới bác sĩ biết nha. Rồi. Đấy, anh thấy cái miệng của bà không? Hurry, hurry, hurry to catch Catch a bus. bus. Catch a bus. Catch bus. Rồi, bus. Okay. Next, you have excellent. Excellent là gì anh? Excellent. Excellent là nghĩa là xuất sắc, là Yeah, giỏi, là that's cái gì right. đó, Xuất đúng sắc, không? xuất sắc. Excellent. Xuất sắc. Excellent. Excellent. Rồi. Okay. So what do you think about higher tax? Higher taxes on super Hi. rich, under super rich. Under On the super super rich, có nghĩa là lên người siêu giàu. Do you think higher taxes on the super rich is rich. a good idea or a sound idea? Sound idea. Ít ý kiến hay không? Đánh thuế cao lên cái người đó, đúng không? That's right. Đánh thuế cao lên người siêu giàu. What do you think about higher taxes on the super rich? Saunders Superis Super rich. Hires. What do you think? Do you think that's a good idea? Oh yeah, Really? cũng được. Because that's not you, so that's okay. Tùy theo cái nguồn thu nhập của người ta mà đánh thuế chứ. It depends, right? We can Depends. tax anyone just because they're rich. It depends, right? You know why? Because Depends. I have to protect the rich. Because if I don't, maybe in the future I become the rich and I'll be taxed heavily. Well, who knows in the future when I become the rich? So I will be taxed heavily. That's not fair. That's not fair. Không công bằng. Not Yes, that's not fair. Okay. Let's go. So can you please match business, Yan? Business. fair. Business. Business. Garage. Business interests. Computer. Computer. Computer lies là office.
brush our parking garages, police À, officer, listen, not computer those mà là commuter. À, commute ở trong, commuter. commute trong việc đi di chuyển á, ha. Super commuting á, đi di chuyển á. Commuter Like, là người, like. à, người, người, người đi tới đi lui á, à, người đi lại, người đi làm á. Rồi, so commuter là người Line. di chuyển á, là line ha, commuter line. Đó là gọi Line, là commuter line. rail á, ha. Yes. Rồi, what next? Parking garages. À, đọc là garages. No, no, Garages, no, đó là jet. garages. Parking garages. Parking garages. Yes. Parking Yes. garages. Parking garages. Next, police. Police officers. Public. Published transportation. À, transportation. Transportation. Yeah. Transportation. 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 Part. Rush, Perpetration. rush, rush cái gì? Rush hour. Rush shower. Rush hour. Rush hour. Rush hour. Er. Rush hour. Okay, that's good. Thank you. Next. Right. Fill in the blanks. Here we go. I'm gonna. City forum. City forum. City forum. Diễn đàn thành phố. And first of all, we have headlines. Là những cái tin chính. Ví dụ như hai người này là generate headlines internationally. Hai người tạo ra tin chính toàn thế giới. Quốc tế luôn. Generate headlines. Next, international. International, quốc tế. Đấy. Business, International. sports, contactors nghĩa là sao? Yes. Contactors nghĩa là gì? Contact. Contact là liên kết hay là gì không? Là Liên giao. lạc, liên lạc. Liên lạc. Yes. Liên lạc. Contactors. Nè. Right. Contact. Contact us. Nói luôn contactors. Contact Yes, contactors. Rồi, that's it. us. Liên lạc với chúng tôi hả? That's right. Can I have your Yes. contact? Tôi có số liên lạc của bạn được không? Đấy. Rồi. Okay, Yes. so now fill in the blanks. I have something to notice you. This is intersection. Nghĩa là gì ạ? Intersection là ngã tư. Okay, intersection. Section. Intersection. Sao nhẹ? Intersection. Không tới sao nào? Section. Intersection. Okay. Next. Ở đây mình có to land roundabout. Roundabout là Vùng binh. à, vùng binh. And Roundabout. yeah, Roundabout. the suburbs. The suburbs. Do you The remember? sắp vào cái vùng ngoại ô. That's right. Improve. Improve là cải thiện. Okay. And local news. Local là cái tin tức địa phương À, à. that's right. Ai mơ hết. Đúng rồi. All right. So, Yes. okay, let's fill in the blank. Life in city needs to be improved. Rồi, đọc giùm em đi Life ha. in cities. Life in Life in this city needs to be improved Further. for Improved. improved. For one thing, there are too many cars and there is too much bad air. Bad It's air, bad past air. bad air. Especially. Especially during rush hour, Okay. the Bad. the the, It's the terrible. That's it. terrible là kinh khủng. Kinh khủng, cái gì? Terrible. We have air pollution. Business district. Office, police officers, commuter lines, parking garages. Ở đâu vậy cô? Nè, ở trên này Ở nè anh. trên hả? Yeah, mấy cái từ này nè. Oh, Which one? the... Public.
transportation It's terrible. is terrible. No. It's terrible. The air pollution. Air pollution là gì anh? Air pollution là ô nhiễm không khí à? That's right. Ờ. Đấy. It's the air pollution này. Nhìn quá vậy sao? Rồi. And next. The problem is particularly đặc biệt là bad. Downtown in the đây. Downtown in the Right. Right, in the business district. Too many business. people, đọc tiếp đi anh. Too many people ride their cars to work. I think. I think there should be more public. No, no. Be more. Or what? Yes, but be more police officer. Ah, that's right. Police officers. Không lưỡi lên. Police officer. Police officer. Yes. Police officers. Police officers. Okay. Police officers At at Percy busy. busy busy intersections. Intersections. Day. Intersections. They could stop traffic jams. We. We also need fuel. Feel what? Downtown. Fuel what? That you will have less cars. If you have Fuel là ít fewers. hơn. Yeah, you have fewer something, then people will drive less cars. Có ít cái đó hơn, người ta ít lái xe lại. Lái xe hơi lại. Cái ít cái đó hơn là tại đó Cái gì đó? À, ít cái gì đó mà people will drive less cars. Người ta sẽ ít lái xe hơi hơn. Nếu như mà không có cái đó. không có cái đó. Example, if you drive cars, if you drive a car, what do you need when you get to work? To park Người your ta có car. parking Yes. garages Garages. Garages. garages Dệt giống với chệt nha. garages Nó có hai cách đọc nha. That's garages right. Garages. garages Right. downtown. The city The spends. city spend too much money building them. Building them. Building them. It's so easy to park. That's too many people ride to work. However, the city doesn't spend enough money on What? On what that we can't leave our cars at home, our motorbikes at home. If we have that thing, we don't have to drive or drive to work. We just can we're gonna only need to catch something to work. Yes. So what's that? Public Yes, transportation. public transportation. Public transportation, and they Transport, are transport. transportation. Yes, there aren't enough. There aren't enough. There aren't enough. Just two receiver. Enough what? Hết rồi á, còn có một cái à. Còn con cái là cái nào? Computer Ủa, computer line nãy chưa nói à? Yeah, sure. Yes. Okay, that's good enough. All right, now I want you to do this.
Đấy, để vài bữa em làm thêm này để cho đổi lại. À, để qua đổi lại mình sẽ làm cái quiz nha anh, nhớ làm quiz nha. À, Làm quiz, chọn quiz cái quiz nha. quiz Giờ em sẽ đổi lại quiz dạng từ anh sang Việt nữa. Giờ mình làm này đi. Rồi cư trú hoặc ở. trú là Reside, reside. reside Một cư một cư dân là president dân. Resident. resident Ở trú ngụ. Dwell, dwell, dwell. The well. Hai cái luôn đúng hết mà cô. À, không. Yes. Decide. Sorry. Yes. Sorry, one moment, please. Well là Right, này dễ mà, đúng không? Travel Yeah. là Well, giải quyết. Solve, solve, sao nhẹ, nhẹ. Solve. solve Okay. Traffic không có sờ nha. traffic problems Tuyên bố. statement Yes. statement Tắt nghẽn. sự tắc nghẽn congestion Congestion. congestion Trần trong cái sần. Congestion. congestion Yeah, congestion. congestion Okay. congestion Khu trung tâm thương mại. the downtown business district Business. Hai vần thôi. Business. Business. business District. district Okay, người lái xe. người lái xe là motorist Motorist. motor motorist motorist Vượt qua. pass Pass. 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 pass Okay. pass Hệ pass thông minh đặc biệt. a Special pass. special pass Kính. tính chẳng như windshield Shield. shield Shield. windshield Next, cái khiên là shield please. shield shield Shield. đăng ký tuyển dụng cho là Right. apply for nộp đơn là apply to Yeah, nó còn là áp dụng cho nữa nha. Chứng yes chỉ. chứng chỉ là Certificate. Certificate. certificate Thế. Cao lên. thuế là cao a high tax on High tax on. A High không sờ ở đây nha. High tax on. high tax on. Right. Hệ thống giao thông công cộng tuyệt vời. Excellent public transportation. System. System, system. À, excellent. Excellent. Rồi. Phối hả phụ này. Rush, Rush. hurry. Rush. Rush, Rồi. hurry. Rush hour. Okay. Intercession. Okay. Roundabout. Spend.
Ben vớt in nha. Surplus, improve, Pro improve, improve. improve, improve. Cái diễn đàn này chắc là cái chữ cuối á. Or Forum, firm. forum, forum. Tin chính là headline, 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 line. headline, headline. Local, Local. local, local. International, National. international, No, national. national. Okay, that's good, thank you. Now, let's listen. Okay, cái này thì một số cái từ em chưa kịp update vô trong đó thì là đau lòng. Đây gọi là pavement Hello. ha. Cái này Pay nè, sidewalk nào. ha. Đấy, sidewalk hoặc Sidewalk là ở đây bộ. side, side chứ không phải là cái shine. Sidewalk, hành lang à. vỉa hè. Ở Còn này vỉa nè, kiss me on the hè. side. Sidewalk. Side chứ không phải là shy. Sidewalk. Đấy, kiss me on the sidewalk ha. Rồi. Sidewalk, Sai chứ không phải là sidewalk, shy. Sai. sai, Sao nhẹ. Sidewalk. sai, sidewalk, 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 Sidewalk. Sidewalk. sidewalk, Sidewalk. sidewalk, Đấy. sidewalk, Crossroad. crossroad, Crossroad. Okay. Zebra crossroad. crossing ha. Vạch cái đường cho giống như con ngựa vằn á, gọi là zebra. Zebra crossing. Crossing. Zero Zebra. crossing. Zebra. Zero, No, anh đọc chữ zero, vợ. z, zebra, Bra. zebra, Bra. bra, Zebra. bra, Zebra. Okay, zebra. that's good. Rồi, listen. 4, 2, 4. Drop everything now. Meet me in the phone. Okay. Solves it. Part A. Listen to a resident of Singapore talk about how his city. Page 9, exercise. Singapore solves it. Part A. Listen to a resident of Singapore talk about how his city has tried to solve its traffic problems. Check true or false for each statement. Listen to I am. Listen to gì? Singapore talk about how his resident. City has. Part A. Listen to a resident President. of Singapore talk about how his city has tried to solve its traffic problems. Right. To Let's try to solve. Solve. Cái gì? Solve its traffic problems. Traffic problem. Traffic, không có sờ. Traffic problems. Traffic problem. Traffic problems. Okay. Check true or false for each statement. Singapore has done a lot to try to solve its traffic problems. To try to solve its traffic problems. Tôi làm gì? Tôi try tôi again. Solve its traffic problems. Traffic problems. To try to solve its traffic problems. For example, traffic problems. Traffic problems. Problems. I'm not sure you were. Problems. Yes. Next. For example, to drive into the downtown business district.
downtown into the downtown business district. Okay. Motorists need to buy a special pass. Motorists need to buy a special pass. A special pass. No. Especially thôi, chứ không có special. Chỉ có special thôi. Motorists need to buy a special pass. Which one? A special. No. Chỉ có especially hoặc là special thôi, một trong hai. District. Motorists need to buy a special pass. Especially hay là special? Motorists need to buy a special pass. Special pass. Special pass. Special. Thẻ thông hành đặc biệt á. A special pass. A special. A special. 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 A special. Special. Next. They can go into the business district only if they have the pass. Have the pass. Pass. On their windshield. And there. Pass on their windshield. The windshield. Yes. Windshield. Another thing Singapore has done is to make it more difficult to buy cars. More difficult. More difficult. Huh. And next. People have to apply for a certificate. People have to apply for a certificate. To apply for cars. People have to apply for a certificate before they can buy a car. Apply for a To apply for a certificate before they can buy a car. Before. Apply for a certificate. Not everyone can get a certificate. Not everyone certificate. Can get certificate. Not everyone can get a certificate. There's a limited number of them. There's a limited number. There's a limited number of them. There's a limited number of them. Okay. Limited number. Yes. There's also a high tax on cars. A high tax on cars. Okay. So a new one costs a lot of money. So a new one. New one car a lot of. So a new one costs a lot of money. So a new one car. Cars. A lot cost. Of money. Mà nghe liên quan tới money là mình biết có cost nào đó. So cost. A new one costs a lot of money. Là gì anh? Costs a lot of money. Là gì? Tốn nhiều cost tiền. Cost là cái giá hay? Yes. À tốn. A car can cost 3 or 4 times more in Singapore than in the US or Canada. More in Singapore, as so a new one costs a lot of money. A car can cost 3 or 4 times more. Three or four times more. More in Singapore. A car can cost 3 or 4 times more in Singapore than in the U.S. or Canada. Then in the U.S. Or than in the U.S. or Canada. Or Canada. Right. Or Canada. The other thing Singapore has done is build an excellent public transportation system. Excellent public transportation
and public transportation system. Their subway system is one of the best in the world. Their subway system is subway. Subway, yes. Subway system is one of the best in the world. Is the best in the world. No, not the best, Mala. Their subway system is one of the best in the world. The best. Not the best. Không phải best, mà chỉ là thiếu có hai chữ nữa. System is one of the best in the world. One of the best in the world. One of the best in the world. Yes. And there's also a very good taxi and bus system. Taxi and bus system. Bus system. Right. Taxi and bus system. Ah, that's very good. Thank you. Yes. You're welcome. Rồi, về nhà thu âm đi anh, làm bài tập nữa nha. Yes. Để em làm thêm bài tập. Alright, thank you. Yes. See you later. See you later, teacher. Bye-bye. Bye-bye, teacher. See you.